rõ vinh vệ thanh trọc thủy hỏa thăng giảng. Vệ thuộc khí, khí vốn khinh thanh, vinh thuộc huyết, huyết vốn trọng trọc, dương thuộc hỏa, tình hỏa bốc lên, âm thuộc thủy, tình thủy nhuận xuống. Thế sao lại nói trái là vinh thanh vệ trọc, thủy thăng hỏa giáng được? Nghiên cứu kỹ đồ hình này cũng có thể xét cùng chi lý âm dương. Tâm quẻ ly là trọc khí trên trời đưa xuống, thanh khí dưới đất đưa lên. Thận quẻ khảm, khí dưới đất bốc lên làm mây, khí trên trời sa xuống làm mưa, mưa lại sinh ra khí đất, mây thành ra khí trời là nói như vậy. Thanh là phần trên thể chất, là dương là hỏa, một hào âm trong quẻ ly đưa xuống, cho nên sau giờ ngọ thì một hào âm sinh, tức là tâm sinh ra huyết, cho nên nói thanh khí là vinh, vì thanh khí trên trời không giáng xuống, trọc khí ở trên trời thì có thể giáng xuống, vì sáu khí âm kéo mà khiến đi xuống. Nói thanh khí là nói về thể chất của quẻ ly, trọc là phần dưới thể chất là âm, là thủy, một phần dương trong quẻ khảm đưa lên, cho nên sau giờ tỵ thì một hào dương sinh, tức là thận sinh ra khí, cho nên trọc khí là vệ, vì trọc khí của đất không thăng lên, thanh khí của đất thì có thể thăng lên, vì sáu hào dương nâng mà khiến đi lên. Nói trọc khí là nói về thể chất của quẻ khảm. Bàn việc cùng chữa cả can thận với phép bổ tả, đời xưa có nói ất với quỷ cùng một nguồn, cùng chữa cả can thận là nói thế nào? Vì hỏa có quân hỏa, tưởng hỏa, quân hỏa ở trên chủ yên tĩnh, tưởng hỏa ở dưới chủ hoạt động. Quân hỏa chỉ có một, tức là tâm chủ, tưởng hỏa có hai, tức là can với thận. Thận ứng về nhâm quỷ, thủy ở phương bắc, về quẻ là quẻ khảm, về tượng là rồng, rồng lặn ở đáy bể thận thủy, rồng bay lên mà sấm, lôi hỏa theo. Can ứng về giáp ất, mộc ở phương đông, về quẻ là quẻ trần, về tượng là sấm, lôi hỏa. Sấm chứa trong hồ khảm, sấm dậy mà rồng long hỏa theo. Hồ và bể đều là thủy, đều là ở dưới, cho nên ất với quỷ cùng một nguồn. Mộc ở phương đông không hư thì nên bổ, bổ thận, tức là bổ can. Thủy ở phương bắc không thực thì không nên tả, tả can, tức là tả thận. Đến mùa xuân khí đưa lên, rồng chưa hiện ra thì sấm không có tiếng. Đến mùa thu khí đưa xuống, sấm chưa thu tiếng lại thì rồng chưa náo mình, chỉ khiến cho rồng lặn xuống đáy bể thì sấm không còn tiếng phát dữ. Sấm chứa lại ở trong hồ thì rồng không bay lên nữa. Gọi long lôi hỏa là vì thế, cho nên nói cùng chữa cả can và thận. Lại nói can không nên bổ, phương đông thuộc mùa xuân của trời đất, nảy lộc đâm chồi, khí đầy tràn ở vũ trụ, ở nhân thể là giận. Giận thì khí bốc lên, mà khí thất tình thăng ở không gian là phong. Gió phong thì khí rung động, mà làm thành đầu mối trăm thứ bệnh. Giận là bổ thêm thì sẽ bốc nghịch lên mà có hại uất tắc. Phong mà bổ thêm thì sẽ dồn lên mà có cái hại đầy buồn. Lại nói thận không nên tả, phương bắc thuộc mùa đông của trời đất, cỏ vàng úa, cây rụng lạ, vũ trụ tiêu điều, ở nhân thể là sợ. Sợ thì khí trụt xuống, mà khí thất tình giảng, ở không gian là rét. Rét thì khí sầu thảm, mà làm cho muôn vật suy, đã sợ mà còn tả nữa,
thì sẽ hóa ra khiếp mà có cái hại té ngã, hàn mà lại tả thì sẽ trống rỗng mà có khi cái hại khô kiệt, lại như can cũng có phép bổ, mộc đã không hư mà lại nói bổ là vì can khí thì không nên phạm đến chữ can huyết thì nên tư dưỡng, mộc không đủ sức thì tưới nước vào, tức là thận thuộc thủy, làm mạnh nguồn thủy thì mộc nhờ đó mới tốt, lại như thận cũng có phép tả, thủy đã không thực mà lại nói tả là vì thận âm, chân thủy tinh huyết thì không thể thiếu, chứ thận khí thì lại không nên cang thịnh quá. Khí tức là hỏa, thiếu hỏa biến thành tráng hỏa, cùng với can hỏa đi ngang ra tam tiêu, phải nên bình can để tạm thời ức chế cái thể bốc lên cang thịnh. Khí có thừa thì phải làm cho thăng bằng, tức là can mộc cây, đốn bớt cành cây thì nước được yên lặng. Nói tóm lại, một đằng bổ một đằng tả thì khí và huyết tách riêng, dù bổ dù tả thì thủy mộc cũng cùng một nguồn, cốt yếu là tưởng hỏa dễ bốc lên thì trong mình đau khổ, tả mộc để giảng khí, bổ thủy để chế hỏa. Khí tức là hỏa, hỏa tức là khí, cùng một loài mà khác tên, cho nên biết được khí tức là hỏa, có thừa là càng hiểu rõ ý nghĩa ất với quý cùng nguồn. Lại nói can không nên bình vì phương Đông hành mộc là muôn vật bắt đầu sinh từ đó, bốn mùa sinh hỏa bắt đầu từ mộc. Về thời tiết là mùa xuân thuộc can mộc. Xem đàn bà thụ thai một tháng thì kinh túc quyết âm can nuôi. Can là đầu khí xuân dương phát động, là nguồn hỏa sinh của muôn vật, cho nên phải nén giận để dưỡng dương, khiến cho khí tiên thiên sinh ra mãi mãi không cùng. Khí ấy không đầy đủ thì bổn tạng kia nhờ vào đâu? Như mùa xuân không sinh gì cả thì mùa hè lớn lên, mùa thu thu lại, mùa đông bể tàng sẽ ra cái gì? Lại như trong ngũ hành chỉ có hành mộc cây là có hình tượng rườm rà tươi tốt, vì phỏng trong trời đất mà không có cây thì trời đất ảm đạm không màu sắc gì cả, vun trồng chăm sóc còn sợ không kịp, huống hồ còn đốn đi chặt đi nữa. Cho nên dưỡng huyết hòa can để cho hỏa không bốc lên, huống chi thận chủ bể tàng, can chủ sơ tiết, đó là một cái mở trong một cái đóng. Người làm thuốc ngày nay thường cố chấp với câu can thường có thừa, hễ bắt tay là nói chuyện bình can, lại nói can có tả không có bổ, chứ không biết các bài lục vị địa hoàng hoàn, thất bảo mỹ nhiệm đan đều là thuốc bổ can cả. Bàn về long lôi tưởng hỏa, ất với quỷ cùng một nguồn, cho nên gọi là long lôi. Căn cứ của nó ở mệnh môn cũng gọi là thiểu hỏa, thiểu nghĩa là nhỏ, là hỏa ở trong thủy, là âm hỏa, là phục hỏa, gặp thủy lại càng bốc dữ. Thận thuộc quẻ khảm, tượng là rồng, can thuộc quẻ chẩn, tượng là sấm. Rồng bay sấm theo thì tác dụng ở quẻ chẩn, sấm náu ở trong hồ thì chủ ở quẻ khảm, cho nên một điểm chân dương ở trong thận gọi là hỏa long lôi. Rồng sấm mà náu ở thận, tác dụng ở can. Hỏa có nhân hỏa, tưởng hỏa. Nhân hỏa là hỏa cháy ở ngoài đồng, gặp cỏ thì nóng lên, gặp cây thì đốt cháy, có thể dùng chất ướt mà dập lên, có thể đem nước mà tưới tắt, có thể dập trực tiếp như loại hoàng liên, có thể ức
chế nó được. Tưởng hỏa là long hỏa, gặp ướt thì bốc ngọn lên, gặp nước lại càng bùng cháy. Thường đang lúc mây đặc mưa rào thì ngọn lửa càng bùng lên mạnh. Có thể thấy lửa sấm đốt cháy cỏ cây, lấy nước tưới vào thì càng bùng cháy, chỉ có lấy lửa ném vào thì tắt ngay. Sét đỏ thì biết gỗ đã có thể nát mà không thể chống lại nổi. Nếu tài tính nó mà đem ti bà để chữa, không biết tưởng hòa ấy kỳ ở khoảng can thận, là hỏa ở trong thủy, là hỏa long lôi. Nếu dùng vị khổ hàn đắng lạnh thì là chỉ tổ làm cho ngọn lửa cháy rực trời, đến lúc sức cùng mới tắt. Biết được tính nó đem lửa mà đuổi thì sức nóng cháy tự tiêu, ngọn lửa sẽ dập tắt được. Nội kinh còn nói khi ánh mặt trời chiếu đến thì lửa tự tiêu diệt. Đó là một kinh nghiệm, lửa gặp nước thì cháy mà gặp lửa thì tắt. Phép tả hỏa của người xưa là ý như thế. Hỏa long lôi sao lại đến tháng 5, tháng 6 thì hay bốc to lên, đến tháng 9, tháng 10 thì chứa kín lại. Vì mùa đông dương khí ở dưới thủy thổ nước đất long lôi theo hỏa khí mà ở dưới, mùa hè âm khí ở dưới long lôi không thể yên thân, sợ lạnh mà bốc lên trên. Rõ được ý nghĩa ấy cho nên chỉ có bài Bát Vị Hoàn Quế Phụ với hỏa cùng một khí đi thẳng vào trong thận, giữ lấy căn cứ của nó mà chiêu dụ nó trở về, đồng khí tương cầu, sao lại không dẫn nó về nguyên chỗ được ư? Con người không có thử hỏa ấy thì không thể sống được. Người đời đều nói giảng hỏa, mà chỉ một họ Triệu lấy địa hoàng để dưỡng thêm cho hỏa ở trong thủy. Người đều nói phạt hỏa trị hỏa, mà chỉ họ Triệu dùng Quế Phụ để ôn bổ hỏa thiên chân. Bàn về quân hỏa, tưởng hỏa, Phùng tiên sinh cho là tâm là quân hỏa hữu hình, mệnh môn là tưởng hỏa vô hình, can tam tiêu cũng là tưởng hỏa hữu hình. Tam tiêu gọi là hỏa vì rằng nó bẩm mệnh ở tưởng hỏa, cảnh nhạc cho tâm là quân hỏa vô hình, mệnh môn là tưởng hỏa hữu hình. Ông lập luận rằng quân hỏa suy thì tưởng hỏa cũng bại. Ấy là bệnh ở chỗ vô hình mà truyền đến chỗ hữu hình. Vì bằng vào câu của nội kinh rằng quân hỏa phải sáng suốt, tưởng hỏa phải có chức vị. Vì đạo làm vua phải sáng suốt, tác dụng ở trí óc. Đạo làm tưởng phải lao lực, tác dụng ở thực tế. Sáng suốt là thần minh của chức vị. Không sáng suốt thì sự ngầm ngầm không do đâu mà tỏ rõ. Chức vị là căn bản của sự sáng suốt, không chức vị thì sự bừng sáng không do đâu mà phát sinh, tức là cho tâm biết được tương lai. Giác ngộ, thông minh là chân quân hỏa. Thận chứa điều dĩ vãng, chẳng qua làm chức vụ thần minh đóng kín đó mà thôi. Theo tôi thấy thì hỏa hữu hình không thể buông trôi, hỏa vô hình không thể dập tắt. Nên bổ tâm chăng, nên tả thận chăng, dùng Quế Phụ mà bổ hỏa là bổ tâm hay bổ thận? Dùng Hoàng Liên mà tả hỏa là tả tâm hay tả thận? Nghĩa trong kinh đã rõ rệt, lấy lý này mà giải thì tự thấy rõ, làm sao cứ tưởng tượng mênh mông. Bàn về hỏa hậu thiên và tiên thiên không giống nhau. Loài người sinh ra ở hội dần, dần là hỏa, hỏa là thể chất dương, vũ trụ lấy dương làm căn bản cho sự sống. Đời người lấy hỏa làm cửa của sinh mạng,
cho nên việc dưỡng sinh không gì cấp thiết hơn dưỡng hỏa. Khỉ trời mở đầu ở hội tỷ, mà khỉ dương sinh thì tỷ là gốc của dương mà làm tiên thiên. Người sinh ra ở hội dần, hỏa gây nên thì dần là mẹ hỏa mà làm hậu thiên. Hỏa là căn bản của sự sống, dương là tác dụng của hỏa, cho nên nói trời không có hỏa ấy thì không thể hóa sinh muôn vật, người không có hỏa ấy thì không thể sinh sống được. Nhà Nho nói trời mở đầu ở hội tỷ thì thủy là đầu. Nhà Y nói người sinh ra thì thận thủy có trước, nào ai biết được, tỷ là hào dương đầu, thận là tạng hỏa. Một hào dương hãm ở giữa hai hào âm mà thành mệnh môn, đó là hỏa mà thận thủy ở gửi vào. Âm sinh ra ở dương, cho nên thủy với hỏa là đối lập với nhau về danh hiệu, mà không đối lập với nhau về thể chất. Đối lập với thủy chỉ là hỏa hậu thiên, tức là ly hỏa. Không đối lập với thủy là hỏa tiên thiên, tức là căn hỏa, là thuần dương, là chủ của hỏa, là nguồn của thủy. Cho nên năm vận chia cho năm hành, mỗi hành đều chủ một vận, mà chỉ có hỏa là nói có quân có tướng, mà hành khác thì không nói tới. Vì rằng sinh khí ở khoảng trời đất gọi chung là nguyên khí. Nguyên khí chỉ dương làm chủ, tức là hỏa đó thôi. Bàn về thủy hỏa cần nhờ nhau. Thủy hỏa là gốc sinh ra người, tác dụng của thần minh. Thủy là nguồn của hỏa, hỏa là chủ của thủy, nguyên không tách rời nhau được. Cho nên nói thủy hỏa phải cân bằng mà không nên chênh lệch, nên giao hợp mà không nên phân chia. Tình hỏa bốc lên nên bắt cho đi xuống, tình thủy thẩm xuống nên khiến cho đi lên. Thủy lên hỏa xuống gọi là giao nhau. Hỏa tức là dương khí, thủy tức là âm tinh. Hai thừa ấy sánh đôi gọi là âm dương hòa bình, cũng gọi là thiểu hỏa sinh khí. Thăng bằng thì thủy hỏa giúp nhau. Hỏa tức là khí chân dương. Khi chênh lệch thì dương khí bị kích thích mà thành ra hỏa. Thủy với nguyên khí không cùng sánh đôi được mà sinh ra hiện tượng ngang trái. Nhưng trong thủy không có hỏa thì lạnh tới cực độ. Lạnh cực độ thì vong dương. Vì bằng không khéo điều nhiếp, tình dục bừa bãi đến nỗi âm thiếu thủy kiệt thì hỏa thiên thẳng. Nên nói âm không đủ thì dương tất dồn lại, cốt phải bổ chân âm. Nhưng người ta bẩm tính không giống nhau, người dương thịnh thì vẫn nên bổ âm, người âm thịnh thì càng chú ý bổ dương. Huống chi âm theo dương mà lớn lên, chỉ đơn thuần nuôi thêm phần âm thì chỉ làm hại vị khí, trở lại tuyệt nguồn sinh hỏa của hậu thiên. Người đời thường chú trọng về dưỡng âm, thường bảo trong nhân thể thủy có một phần thận, mà hỏa thì có hai, quân và tướng. Dương thường có thừa, âm thường không đủ. Từ trẻ đến già, tật bệnh sinh ra không bệnh nào là không do chân âm kém. Lại như Đan Khê nói, một thủy không thẳng nổi năm hỏa, ngũ tạng đều có tưởng hỏa. Nội kinh có nói dương đạo thực âm đạo hư, đó là số tổng quát của trời đất chứng minh ở nhân thể, mà nói ẩu rằng dương thường có thừa, âm thường không đủ. Một thủy không thẳng nổi năm hỏa thì không đúng, cho nên mọi bệnh tật phát sốt lại nói trời bao lấy đất, phần dương thống nhiếp phần âm. Cho nên thuốc bổ âm không thể gián đoạn, mà thuốc bổ dương thì khuyên nhủ dè dặt luôn luôn. Nhưng không biết được thuốc thuần âm
chỉ hay làm cho hao mòn khí bế tàng, nào có công năng gì đến khí dương, hòa nuôi sống vạn vật. Hỏa có thừa là hỏa ta, nếu là chân hỏa thì hộ vệ hình hài, tưới nhuân tạng phủ, hễ giữ được nó thì sống, làm mất nó thì chết, nó suy thì sinh bệnh, chân dương đâu có thừa, thủy không đủ. Duy đàn ông đến 64 tuổi, đàn bà đến 49 tuổi, lúc ấy chân âm thường không đủ, còn như thủy với hỏa là có tác dụng lẫn nhau trong nhân thể, sao lại nói thường không đủ được? Vì bằng mất sự điều nhiếp thì tinh khí khô kiệt, sốt cơn về chiều, gầy yếu mà thành ra bệnh, chân thủy không đủ, tâm hỏa bốc cháy một mình đó thôi. Bàn về tư âm giảng hỏa, Vương Tiết Trai nói, trong nhân thể phần âm thường không đủ, phần dương thường có thừa. Huống chi, dâm dục thì nhiều, mà tiết dục thì ít, tinh huyết đã thiểu, tướng hỏa ắt vượng, hỏa vượng thì âm càng hao mòn, mà các bệnh lao trải, bệnh ho, lạc huyết, thổ huyết nổi lên, cho nên thường phải bổ chân âm, làm cho âm dương thăng bằng thì thủy chế được hỏa, thủy đưa lên, hỏa tỏa xuống thì con người không bệnh. Cho nên Đan Khê tiên sinh phát minh thuyết bổ thận là bảo chuyên bổ thận thủy, phép tư bổ của cổ phương đều kiêm bổ tưởng hỏa, không biết rằng thận thủy vốn hư, tưởng hỏa vốn vượng. Nếu thận thủy, tưởng hỏa bình bổ được y như cũ, hỏa thắng được thủy, lại bổ thủy chế hỏa, thì thủy hỏa mới thăng bằng, tưởng hỏa vốn không suy kém. Nếu thực tưởng hỏa suy kém mới dùng phép bổ, nhưng người đời vì hỏa vượng mà sinh bệnh đến 80%, 90%, hỏa suy mà thành bệnh là không tới 1%, 2%. Và chăng lúc tuổi trẻ thận thủy đang mạnh, tựa hồ như chả cần phải bổ, nhưng tình dục đang lúc bồng bột, trác tạng thải quả, đến tuổi trung niên tình dục tuy bớt, nhưng vì lúc tuổi trẻ trác tạng đã nhiều, sao còn được đầy đủ, đến lúc tuổi già chân nguyên tuyệt dần, chỉ còn phần dương lẻ loi. Cho nên thuốc bổ âm là từ trẻ đến già đều không thể thiểu được. Tiết Trai tiên sinh phát minh ra ý kiến sáng suốt ấy để đình chỉnh cho chỗ sai lầm từ ngàn năm nay. Công đức thật là to lớn, nhưng người thủy suy thì nhiều mà người hỏa suy cũng không ít. Nếu tiên thiên bẩm thụ bạc nhược thì con nít cũng có chứng hỏa suy, có thể đơn thuần bổ thủy được chăng? Huống chi bài bổ âm hoàn dùng tri mẫu Hoàng Bá làm quân, Thiên Môn Mạch Đông làm tả. Vì Hoàng Bá khổ hàn bài tiết được thủy, Thiên Môn hàn lãnh làm hao tổn vị khí, uống vào không bổ được thủy mà lại làm hao tổn đến hỏa. Cho nên thuốc tư âm giảng hỏa là bảo bổ thêm phần âm thì hỏa tự nhiên phải giảng, cần phải thông suốt, chứ bất tất phải giảng hỏa. Nhưng hai thử hỏa đều có âm dương thủy hỏa, sinh hỏa lẫn nhau, nên ở trong hai tạng đều chia ra âm dương hư thực. Phải tìm xem thuộc loại của nó mà làm cho thăng bằng. Nếu mạch tả xích hư nhược mà tề sát ấy là chân âm ở thận không đủ, nên dùng lục vị hoàn. Nếu mạch hữu xích trì nhuyễn hoặc trầm tế mà sát muốn tuyệt, đó là mệnh môn tưởng hỏa không đủ, nên dùng bát vị hoàn. Nên đến như hai mạch xích vi nhược thì âm dương đều hư, nên uống thập bổ hoàn. Đấy là nuôi dưỡng cho nguồn sinh hỏa của tiên thiên, thật là lợi vô cùng cho muôn đời. Nhìn thấy đời nay bổ âm,
đều hay dùng hoàng bá tri mẫu trở lại làm hại vị khỉ phần nhiều đưa đến không khỏi, không thể không ân hận, bức tức cho đời. Tôi đặc biệt nêu ra đây để bổ sung vào chỗ thiểu sót của cổ nhân. Về phần thầy thuốc cũng như người bệnh, phải nên lưu ý hơn nữa. Đến các bài lục vị bát vị, cũng có người cho rằng đại để thủy là mẹ của huyết, thủy hư quả thì bổ thủy, thủy hư ít thì bổ huyết, phép chữa không ngoài cách ấy. Phải chăng thủy là âm của tiên thiên, huyết là âm của hậu thiên? Vậy thì huyết cũng là thủy, bất tất phải bàn sâu. Vì sao nói như vậy? Là vì xét ở các sách nói tiên thiên thủy suy thì hỏa bốc lên, lại nói hậu thiên âm hư thì hỏa động, rồi nói chung chung tư âm giảng hỏa, bổ thủy chế hỏa, hình và chứng lẫn lộn, không phân tách, không thể nào cắt ra cho rõ. Chỉ bằng ở mạch mà chia ra để chữa thì mới được. Như sáu mạch đều phù hồng hai mạch xích hữu lực, mạch quan thốn bên tả vô thân hoặc phù đại là hậu thiên âm hư, tâm can huyết hư, nên uống bài thập bổ. Mạch xích bên tả vô lực mà tiên thiên thủy si, nên uống bài lục vị.